Hello, lại là Thịnh Bến Tre đây anh em ơi. Thì anh em biết rồi đó, mùa mưa tới rồi thì cũng được, nói chung là cũng nhiều anh em ủng hộ lắm, nhưng mà nói chung là mấy này ế lắm anh em. Nói chung là anh em mình cứ qua xem, qua Thịnh Bến Tre, địa chỉ anh em mình cứ bấm Google Thịnh Bến Tre đây vị trí là tới nha. Xe thì rất là đông, tầm tiền trừ 60-70 triệu ha, cũng có luôn dưới 100 triệu còn 4 xe. Ngoài ra thì tầm khoảng 150 cho đến 500-600. Anh em qua lựa bao gồm tự động, số sàn. Anh em mình có thể là nợ lại cũng được nè, thiếu lại vẫn được, đổi xe cũng được, giao lưu xe cũng được. Anh em nào đã từng mua rồi, đã từng đăng ký kênh và đã từng mua và đã từng bán lại xe em rồi thì anh em cứ qua đi, em tặng cho anh em mình 5 triệu lọc nha. Đó, sáng giờ bán trống được mấy bãi, trống mấy chỗ rồi. Đó, chiều nay em sẽ dời xe về bãi này lại. À, hôm nay thì ngày tốt cho nên cũng được nhiều anh em qua ủng hộ, rất là vui và trân quý tình cảm anh em. Ở đâu cũng có người bán, ở đâu cũng có người mua. Nhưng mà được những anh em ở phương xa bao gồm như Long An, Tiền Giang nè, Vĩnh Long, Cà Mau, rồi ở Quảng Ngãi với Phú Yên, sáng giờ bán được 5 khách ở xa vô anh em. Nói chung rất là vui đấy, cho nên là thành thử ra là anh em nào có nhu cầu thì cứ qua xem đi, lái thử chạy thử với em đi. Money này có 150 mấy triệu nè, đèn số 7 mẫu mới nè, Everest máy dầu nè anh chị, máy dầu 2.8 đang để anh em mình có 235 thôi, máy dầu nha, máy dầu turbo ha. Suzuki lướt luôn nè anh chị, chạy 80.000, 27 100 cây số, chạy 5.5 xăng, 303. Mazda 2 5 chỗ ngồi con cốc hatchback hạng sang, số tự động 2.10, 248 cành. Innova G 2007 để 6.7 gì đó anh chị, cộp lắm nha. Đang để anh em mình chỉ có 225 triệu thôi. Nguyên zin không lỗi. Vinger đời 2008. Xe chuẩn gia đình, 7 chỗ 2 dàn lạnh gia đình luôn á. Giống như con G luôn nè. 189 triệu. 188, 189 gì đó. Highlander số tự động nữa nè anh chị. Highlander số sàn tự động có đủ. Highlander số tự động 2005, 170 triệu, tự động 2005 anh chị, 170 triệu, số tự động, 2008 số sàn, 179 triệu anh chị, hai xe đều là 4 mâm 4 vỏ mới hết luôn á, đẹp không, vô ly ở trong đó nè, vô ly 89 triệu phun xăng 2005 nữa nè anh chị, 2005 phun xăng, phun xăng lộn, bếp phun, đấy, 89 triệu, Livina tự động đời 2011 tự động 260 triệu đó, rất là nhiều xe luôn anh chị nha. Laser siêu cộp luôn nè, nỉ zin luôn, nỉ zin dàn ghế, nỉ zin túp ly, nỉ zin màn Android, 4 mâm 4 vỏ mới, đăng kiểm còn dài, chỉ có nhiêu đâu 80 triệu à. Nói chung là rất là nhiều xe tại Thịnh Bến Tre, anh em cứ qua lựa lái thử chạy thử với em, đừng có ngại ngùng gì hết trơn á, có giao lưu, có trao đổi, có cho nợ, có bán thiếu nha. Đó, quá đã luôn. Đó, mấy xe ở trong là xe này khách cọc nè anh chị, Accent cọc, Vios này cọc nè, em để vô bãi trong. Đó, nhiều xe lắm anh chị, anh chị qua ha hồ lựa lái thử chạy thử với em Thịnh, đừng có ngại ngùng nha. Cbus 88 triệu nữa nè, Cbus đời 2008, 88 triệu, che nắng che mưa 5 chỗ ngồi. Focus tự động 2009 hatchback hạng sang luôn nè, 235 triệu số tự động. Innova Z 155 triệu, Vios 2012 bản E xịn, 2012 đèn đen mẫu mới rồi anh chị, 235 triệu bản E xịn nguyên con cọp luôn anh chị, bao dùng bao xài, mâm mới à, mâm đen nè, gương kính chỉnh điện nè, đèn sóng khói nè, đó, đẹp lắm. Innova 2009 đó nè anh chị, 2009 bản G xịn gia đình không lỗi nhỏ nè, 260 nữa nè. La City 160 triệu, nỉ zin, xe đẹp, phom dáng ok, mua về đi liền gia đình đó. Camry 308 triệu, 2008 nữa nè, Camry chạy thì bền khỏi nói rồi. Segato 2016 động cơ máy 1.6 bản full, cửa nóc ghế điện nhớ ghế, 385 triệu nữa nè anh chị. Đó, Cru này màu đen, bên em còn 3 xe nữa nè. Và xe này đang để cho anh em mình 202 nguyên zin, chạy 110.000. Đó, Everest máy dầu đang để cho anh chị mình là 320 triệu nữa nè. Máy dầu turbo đời 2010. Đó, Cbus nỉ zin 2012, 2015 nè. Đời 2015 này sẽ được trang bị có túi khí anh chị nha. Màn hình Android, nỉ zin 98 triệu đang giảm cho anh em mình luôn. Đó, vô lăng của túi khí xe rất đẹp, cộp lắm anh chị. Màn hình Android nỉ zin ha. Đó, 90 mấy triệu à. Đó, Civic này mới bàn giao cho khách là Civic nè. Đó, Civic nó 200007. Đó. Đang bàn giao cho khách. Đó. Innova này cũng đang tiến hành bàn giao cho khách. Innova có 100 mấy nữa nè. Đấy, Innova này cũng có 100 mấy nè anh em ha. Cbus tự động đó nè anh chị, bắt tự động 208 triệu, tự động 2015, chạy 70.000. Đó, Morning bản đủ SI, bản đủ SI 2017 235 triệu. Đó, rất là đẹp. Matic cỏ về đi, che nắng che mưa,
nội thất mới, ngoại thất mới. Đó, về đi anh chị nha. Nội thất này mới key span luôn, 53 triệu à. Màn Android đầy đủ anh chị nha. Nội thất mới key span luôn. Đó. 53 triệu, che nắng che mưa, chở cả gia đình anh chị nha, mới tin. Đó. Quá trời xe đẹp luôn anh chị ơi. Tha hồ anh chị mình lái thử chạy thử với em Thịnh, đừng có ngại ngùng gì hết nha. Innova form mới nữa nè anh chị. Innova form mới nè, có 255 triệu à. 255 triệu form mới anh chị nha. Về đi thôi. Xe này đánh bass nó mới keng anh em qua lựa ha. Đấy. Form mới đẹp lắm, 255 triệu. Bắt bản đủ nữa nè. Innova đang tiến hành bàn giao. Đó, Civic nè. Thì gửi lên cái nó giao cho khách rồi. Đó, Crew nữa nè anh chị. Crew đời 2011 bản đủ nha, máy 1.8 ABS túi khí nha. Xe này thì đang để cho anh em mình cũng có 100 mấy thôi. 190 triệu. Dàn ghế mới keng span luôn nè. Đó, vô lăng tích hợp nè, màn hình tích la nè, 190 triệu. Tự động 220. Đó, đèn led đó nè. Đó. Tự động này 220 ha. Đó. Anh em qua lựa lấy thử với em nha, số tự động luôn á. i10 bản full máy 1.2. Bản full máy 1.2 này đang để cho anh em mình là 245 triệu, đời 2018 mẫu mới nha, máy 1.2 luôn á, bản gia đình đó. Đó. Thích chỗ nào chạy thử đại nha anh trai, chạy thử City á. City đúng không? Rồi để xong cái Civic này các em bạn lấy City cho chạy thử. Dạ. Dạ. Con này thì đẹp lắm nè anh chị, 2018 bản đủ nè. 2018 bản đủ 319 triệu. Bản đủ nó sẽ là vô lăng tích hợp, ABS túi khí, gương kính chỉnh điện gập gương. Đó, nút D. Đó. Quá đã luôn đúng không? 319 triệu. Vô đi bản đủ 115 triệu, bản đủ 2.5, bếp phun. Đó, hai dàn lạnh, bản đủ, bán treo bản đủ nha. 115 triệu còn giảm còn bớt nha. Mazda cỏ, chi nắng che mưa 203, Mazda 6 203, 115 triệu. Full đồ chơi, màn hình âm thanh ánh sáng nghe nhạc máy lạnh, ABS túi khí đầy đủ luôn. Đời 203 gia đình zin 115 triệu. Đấy, Innova 2015 mẫu mới nữa nè, ABS túi khí luôn bản chung nha. Xe đẹp luôn, giá hợp lý luôn, 285 triệu còn giảm còn bớt luôn. Đó, anh chị qua lựa ha. Ừ, City này đẹp nè, City có 200 mấy à, anh này đang coi à. Đó. i10 đẹp chưa? i10 máy 1.2 bản đủ à. Đó, Crew nữa nè. Đó. Anh em qua lựa thoải mái ha. City 289 zin gia đình nữa nè. Chiều nay về thêm con màu trắng nữa. Màu trắng bây giờ để chi nhánh 2, chiều nay đem về. Đó, 289 triệu, đẹp keng xi ben. Civic 208 triệu nữa nè anh chị, Civic đời 2007 nè. Màu tím tím đẹp lắm. 208 triệu à. Atlantia 2019. Mẫu này mẫu 2019, sản xuất 2018 nữa nè. 430 mấy triệu. Hả? 430 mấy triệu à, rất là đẹp. Coi đại nha. Ừ. Xe này thì rin toàn tập chạy 40 ngàn lướt. Lướt nha, chạy 40 ngàn. Còn một xe chạy 60 ngàn nữa mà em cho nhân viên nó mượn đi Đà Lạt chơi rồi. Đời 2013-14 gì đó xe nhập. Mẫu này 2018-19 là mẫu xe Việt anh chị nha. Đời 13-14 là xe nhập. Thì xe này đang để anh em mình là 436 triệu. Civic 208 triệu ha. Mazda này thì cọc rồi, đang chờ có hồ sơ. Captiva cũng vậy. Đó thì anh em nào quan tâm mẫu nào thì nhắc máy alo em Thịnh mình 0866-678-971, 0834-33-3371. Anh em nào chưa đăng ký bấm đăng ký kênh nha. Anh em nào muốn xem nhiều hình hơn thì cứ vào Facebook bấm Thịnh Mắt, bấm theo dõi để cập nhật nhiều hình ảnh hơn từ em Thịnh Bến Tre. Em cảm ơn và hẹn gặp anh em mình ở những clip tiếp theo nha. Chúc anh em buổi chiều vui vẻ nha.